Như các bạn cũng đã thấy thì hiện tại là chúng tôi đang sử dụng công nghệ Vincare Therapy để điều trị phần giãn tĩnh mạch cấp độ C2 cho cô Tình. Thì khi mà công nghệ đi tới đâu thì tất cả cái phần giãn tĩnh mạch này cũng như là giãn mau mạch của cô là biến mất luôn. Thì cái công nghệ sẽ ngăn chặn cái tình trạng giãn mau mạch của cô và thấy hiệu quả được ngay từ buổi đầu tiên điều trị cô Tình ạ. Trong cái thời gian mà bác sĩ đang làm cho mình thì cô Tình cảm thấy như thế nào ạ? Cô thấy nó cũng bình thường, nhẹ nhàng lắm cháu ạ. Quan trọng là cái hiệu quả ấy. Cô thấy có cái tia gì xanh xanh nên cô cũng yên tâm, chắc là làm này nó sẽ biến sạch những cái nốt gân mới nổi ở gân chân cô lên, nên chỉ sợ mấy bữa nữa nó lại tái phát lại thôi. Thật ra là cô có thể yên tâm cô Tình ạ, bởi vì sau khi mà cháu cấy gel xong cho cô thì cháu sẽ sử dụng tiếp đến cái bước tiếp theo là sử dụng công nghệ là ánh sáng Vincare. Thì với công nghệ này thì sẽ chọn lọc những cái giải ánh sáng sinh học mà phù hợp với tình trạng giãn mau mạch tĩnh mạch của cô, làm dày hệ thống thành mạch, tăng sinh collagen dưới da và ngăn chặn toàn bộ khả năng tái phát sau này. Thế nên là cô hoàn toàn có thể yên tâm, chắc chắn là không tái phát cô ạ. Vâng ạ, cô ơi, với cái phác đồ Vincare Therapy thì ngoài việc là không tái phát, không xâm lấn da thì sẽ còn bảo hành trọn đời nữa cô ạ. Và đây là điều duy nhất đặc biệt có tại phòng khám thẩm mỹ Ohio đấy ạ. Và ngày hôm nay khi mà bác sĩ điều trị cho mình xong ấy, cô về nhà thì cô cũng cảm nhận luôn, thấy rõ luôn cái hiệu quả của nó. Và mạch máu của mình khi mà được lưu thông ấy thì cái tình trạng bị nhức mỏi hay là tê bì nó cũng sẽ được cải thiện cô ạ. Dứt điểm giãn tĩnh mạch, đến ngay Ohio.